nói chứ nữa. Đạp nó bị gãy thì giờ phải chặt. Đạp nó gãy, nó gãy ngang mẹ mất ơi. Ừ. Mấy không có gãy đâu. Cái lửa không có coi chừng á. Cái này cắn nó đau. Cắn làm mủ á. Cái này là nấu cái gì vậy ta? Này mua thịt về hầm nè. Hoặc là xào nè. Ừ. À, đây, mềm. À, mềm. Bữa giờ mưa nó lên quá chừng luôn. Đấy. Ông chủ mới ghé hái hết mấy bức rồi. Đấy. Này đi. Cái này trước mình lấy được cái đấy. Vào hầm mấy này này. Đây toàn măng to không nhỉ? Trời ơi. Làm lâu rồi cho nó thấy cậu đi đâu rồi. Dạ. Thì cô em đi là làm. Nó đi làm rồi. Cách ly luôn rồi hả? Công ty, không, công ty dưới làm bình thường. Mình mai chuyển đồ vào, hôm nay chuyển đồ vào. Ủa, ở đây đâu có chuyển đồ. Khác quyện mới chuyển chứ. Kiến, kiến cắn làm mũ đó, đừng để cho cắn. Đấy. Xích xác. Còn hai cái thôi mà. Ăn là sao hết. Gọi cái hai nó có chút xíu à. Lấy thêm cái bút bên đây nè. Cái này đang ăn được này. Ừ. Ồ, ngon lắm anh. Ừ. Nó non xèo à, nó không có già. Nó là xong rửa. Ôi, thôi bỏ đi, bỏ đi uổng. Lấy cái này đi. Cái này khô, lấy cái này lấy không hết rồi. Tìm cái nào nó nằm ở trên đấy. Cái nào nằm trên vậy? Không có cái nào nó nằm nó dơ đít lên. Bên đây mới bẻ một đống bên đây. Bên đây cũng ấy, bên đây khô. Ừ. Lấy cái kia. Cái nào? Lấy cái đống này đấy. Đi. Ôi, ở phía sau thôi, mấy cây mít, mít ăn không hết đó. Nó rụng xuống rồi bỏ lợp, 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 lợp. Em trai em. Nhậu không? Em có uống được bia đâu mà nhậu. Thảo sợ. Còn con già kìa. Nhậu với ai? Nè, nhậu với em nè, với em nè, với mẹ em nữa. Anh Dương là... Dương Dương lên. Là nhậu đông nó bế đi đấy. Có đâu, nhậu ở đây không được, bây sao nhậu, bây sao giọng vậy. Mình đang sắn từ từ ra đứa, em sắn mấy cái bánh, em sắn đi. Trời ơi, em sắn đi anh coi. Kệ, kệ, không sao. Đúng tay nghề đấy, tay nghề đi rừng đấy. Đó, có khi nào giặt nảy cái dao không? Gãy sao được dao? Kéo kéo đúng đúng rồi, kéo đi kéo. Kéo kéo lên. Kéo mạnh tay lên. Ôi trời ơi. Kéo ra nào. Em kéo xem nó gãy không? Kéo đi. Thôi. Kéo gãy. Không không mà. Kéo là nó gãy, nó mềm mà. Wow. Sắp thành công rồi.
đấy. Chết tắt thành quả. hai cái thôi. Rồi tao long không rồi, toàn măng măng to măng luồng. Được chưa? Đi vô nhậu.